coi mình không, mình lên mạng có ai nói chuyện với mình không. Cứ thấy người khác lên mạng có người nhiều yêu quý, nhiều người xem là bắt đầu là cứ đi kiểu là ghen ăn tức ở. Mình rất là ghét những người như thế. Chửi thế nó được cái gì không? Chửi mà có tiền thì cũng nên chửi. Chửi như thế là chỉ gây thêm thù chuốc oán thôi. Chẳng may ngày mai mình ra xã hội có khi có thằng nào đánh vào mặt mình ấy. Đấy, nó thế đấy. Anh em phải kết nối tình cảm với nhau nó mới vui. Đừng gây thù chuốc oán. Cho mình nói thật chứ anh em mình thì cũng chả biết là xã hội hay không đâu. Nhưng mà anh em mình chả chấp vặt đâu. Nhưng mà nếu như mà cứ chạm vào cái biết ngay. Ok, chúc tất cả anh em bảo vệ của nhau nha. Cháu hâm mộ bác Hiệp lắm, ok nha. Một chiều rực rỡ sức khỏe. Lên mạng thì đúng rồi, lên mạng tình cảm thôi. Chứ anh em đừng sân si nhau cái gì trên cái mạng xã hội làm cái gì. Lớn hết rồi, biết suy nghĩ rồi, có gia đình vợ con hết rồi. Có con nhỏ hết rồi mà các ông lên mạng các ông cứ chửi bới. Sao các ông cứ cà khịa người ta thì các ông dạy con các ông kiểu gì? Sao kia có tiền thì cà khịa chứ có tiền cà khịa làm gì? Nếu như mà các ông là Khánh, Sky thì tôi không nói. Bởi vì đấy là công việc kiếm tiền. Bấm áp anh lên tí xíu rồi. Đây. Bấm của em để bình thường. Anh đã tập lên cho vui rồi, chẳng có mạng gì rồi. Anh thử đi. Lúc huấn nó chỉnh rồi mà anh. Mở TikTok nhé. Nó muốn mở, nó muốn kết nối với Facebook anh ạ. À. Bạn bè của Hương nha. Chào mọi người nhé. Chúc tất cả anh em buổi chiều rực rỡ hạnh phúc. Đấy, ý mình chỉ muốn nói là mọi người lên mạng thì mọi người theo cái chiều hướng tích cực thôi. Bởi vì anh em mình lớn cả rồi. Bởi vì lớn rồi thì mới tham gia mạng xã hội. Chứ mình không được cư xử như con nít nữa. Đúng không anh em? Ờ, không có mạng nhỉ, nó vẫn đỏ đây này. À... sao nhỉ, lúc em tưởng Huấn nó cài đặt được rồi nhỉ? Đấy, anh nhìn thấy cái chấm đỏ nó lét ở cái ngôi nhà này không? Đây của em nó màu xanh đây cơ mà. Chào Hiệp, Sky nhá. Đúng rồi, lớn rồi, mình lớn rồi. Anh em lớn rồi, lên mạng theo hướng tích cực thôi. Cái mạng xã hội tuy nó ảo nhưng mà nó cũng kết nối được nhiều anh em với nhau. Cảm ơn Ngọc Chiến nhá. Được rồi. Đây này anh này, cái này nó đỏ chót này. Anh nhìn thấy không? Của em nó màu xanh cơ mà. Rồi, thì nó mới có mạng anh ạ. Mà em tưởng Huấn nó cài cho anh lại được rồi, sao sao vậy? Cái máy của anh rồi. Chào Vũ Thành Đô nhá. Chào mọi người nhá. Anh em nào chưa follow mình phát nhá. Để hẹn mọi người livestream sau. Anh em nào ở Sapa thì cứ ra quán cà phê bờ hồ giao lưu. Huấn nó ghi gì đây? Dạ. Đâu, cái này không phải đâu anh. Cái này là livestream nó tự thế đấy. Đây không có mạng, đỏ chót. Chào anh ạ, chào Mai nhé. Chào mọi người nhé. Cảm ơn Văn Cường 123 nhé. Chào Hoàng Quân, chào tất cả mọi người. Nói chung là những ông nào mà hay lên mạng sân si người khác là những ông đấy là chưa bằng ai. Cho nên là mình thế. Kiểu ghen ăn tức ở là một cái bản tính rất là xấu. Cực xấu luôn. Không, anh không vào Sài Gòn, anh Hiệp đang ra Sapa nhé. Ok, Vũ Thành Đô nhá. Xong. Chào hai anh nhé. Chào xong anh hai anh nhá. Chào Thành Tam nhé. Chào mọi người. Ok, Nguyễn Duy Khanh nhé. Những người lên mạng cứ vào live stream của người ta sân si cà khịa. Những cái thằng ấy chả bằng ai đâu mà. Làm sao mà bằng ai được. Bẩn tính xấu tính. Bản chất bẩn tính xấu tính. Thế không bao giờ giao lưu chơi với ai được bền. Người ta biết bản chất là người ta cũng cho cút luôn mà. Hello mọi người. Đúng không anh em, mình thấy anh em thấy mình nói thì đúng không? Ví dụ bây giờ một cái người mà người ta có cái bản chất nó xấu mà nó chuyên đi cà khịa ghen ăn tức ở với người khác thì mọi người có muốn kết giao không? Mọi người có muốn làm bạn bè anh em hoặc mọi người có muốn kết hợp làm ăn không? Thì chắc chắn nó không bao giờ thích kết hợp làm ăn anh em bạn bè chi kỷ gì với cái loại đấy rồi đúng không anh em? Bản tính xấu.
trước mặt mình nó nói tốt về mình, sau lưng mình nó nói đều mình ngay. Đây, nó vào cái này nè. Dạ. Kết nối cái này luôn. Vâng. Chào 450 anh em. Bây giờ mọi người phải hiểu rằng ví dụ bây giờ hình ảnh của anh Hiệp thì là có tiếng nói ở trên mạng, kể cả các tỉnh đều có tiếng nói, thì là rất nhiều thành phần nó. Dạ. Đây, hãy ấn vào chữ phát này đây anh ạ. À. Thì sẽ có rất nhiều cái thành phần nó ăn trộm ảnh mọi người không, để nó đi lừa tiền, cái đấy là điều đương nhiên, bản thân mình cũng thế thôi. Nên nó san rồi đấy. Có chứ mẹ, nó đỏ nữa. Mọi người không, bản thân mình thôi bị ăn trộm ảnh nhiều để lập phê phở bò giả các thứ. Để đi lừa tiền, nhiều người bị lừa lắm rồi. Trên mọi người phải, mọi người lớn rồi, tư duy mọi người phải tỉnh táo nhé. Chứ còn không ai đi cho vay mà người ta đăng lên mạng để người ta bị đi tù cả mọi người ạ. Nên mọi người phải cảnh giác, đừng để bị lừa nữa. Và những cái người lừa nó toàn ở bên nước ngoài thôi, chứ nó không phải ở Việt Nam mình đâu, nó dùng app nó ở bên nước ngoài nó lừa đấy. Người Việt Nam mình lừa người Việt Nam mình thôi. Đây nhỉ, vẫn không được. Em tưởng lúc thằng Huấn nó cài đặt lại cho anh rồi vẫn chưa được nhỉ. Hello Hoàng Nguyên nhá. Mạng xã hội này chơi cô thì chết đúng không đấy. Lên mạng xã hội thứ nhất anh em phải là theo chiều hướng tích cực, mang lại những cái giá trị nhân văn, chứ anh em đừng đi ngược lại. Như kiểu mình đi lên mạng xã hội này mình hay đăng những video mình đi làm thiện nguyện đấy. Đấy chứ mình cũng không có những cái video phản cảm với những người khác. Lên này là nói chuyện vui. Còn lúc nào mình bán hàng thì là mình bán hàng, còn mình không bán hàng thì mình sẽ nói chuyện giao lưu vui với mọi người như này thôi. Chào anh em Nghệ An, chào anh em 37 nhá, chào nhớ thả tim nhá. Chào Lai Việt Hùng nhá, chào tất cả mọi người nhá. Chào Pha Quế nhá. Ok Nghĩa nhá, 38 nhá, chào tất cả mọi người nhá. Anh em chia sẻ mắt nhá. Chào tất cả mọi người. Anh Hiệp like em vào xem nick của anh ấy đang, máy của anh ấy đang bị lỗi phần mềm chưa phát được mọi người ạ. Nick của anh tên là gì nhỉ? Nguyễn Tuấn Hiệp. Đấy, nick của anh Hiệp là Nguyễn Tuấn Hiệp nha mọi, là cái nick là hơn 100.000 follow đấy. Mọi người đánh tìm và follow anh ấy nhá, để tí anh ấy like mọi người xem Nguyễn Tuấn Hiệp hơn 100.000 follow ấy. Ok Hậu đúng rồi. Anh em 38 mãi đỉnh. Đúng rồi, nói chung là anh em lên mạng thì nếu mà vào livestream của mình anh em cảm thấy vui, thích nói chuyện anh em ở lại, còn nếu anh em không thích anh em có thể xem cái khác, chứ anh em cũng không lên cà khịa nhau làm gì trên mạng xã hội, bởi mình lớn hết rồi, mình có ý thức rồi. Làm bố trẻ con rồi. Còn mấy thành phần trẻ trâu làm nhúng chấp. Còn những người mà có tuổi có gia đình có làm bố trẻ con rồi thì mọi người phải có cái tư duy làm sao mà nó phải đàng hoàng lịch sự lên đi. Nhưng ngày xưa mình tuổi trẻ mình bất cần đời lắm, mình chả ngán gì đâu, nhưng bây giờ đến cái tầm tuổi này có con, có gia đình con lớn hết rồi là mình phải thay đổi. Mọi người cũng phải tập như thế đi. Chào tất cả mọi người. Đúng rồi, anh Hiệp vẫn đang trên Sapa, đợi ngày kia về nhà mới thải Sapa TV xong là anh Hiệp sẽ di chuyển về Hà Nội chơi với Huấn và anh Phú rồi đấy. Xong anh sẽ về nhà. Chào tất cả mọi người nhé. Comment nó trôi nhanh có mình không kịp trả lời thì mọi người thông cảm nhé. Được.